hoa sen bên hoa từ bi nhân ái đóa hoa tâm hồn hương yêu thương kết nối tình thương tay trong tay xây tình người cầu xin Phật cứu độ người hết khổ đau. Hội từ thiện Hoa Sen Việt đến thăm và trao tặng quà nhu yếu phẩm và tiền mặt cho những người khiếm thị và người nghèo, neo đơn tại Hàm Tân, Bình Thuận, ngày 1 tháng 5 năm 2023. Sinh ra trên đời, bị những cảnh khuyết tật, khiếm thị, mồ côi, v.v. vốn chỉ là điều vô cùng khó khăn, đau khổ, huống hồ là trong hoàn cảnh nghèo đói, khiến cho cuộc sống càng trở nên túng thiếu, vất vả hơn nhiều. Ngày 1 tháng 5 năm 2023, trên tinh thần kết nối từ tâm, Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt có duyên lành đến thăm và trao tặng 70 phần quà từ thiện, bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho những người khiếm thị, người nghèo, neo đơn, sống tại Hàm Tân, Bình Thuận, nhằm mang lại sự sẻ chia phần nào với những mảnh đời bất hạnh này trong cuộc sống vốn dĩ khó khăn. Thế nên, những món quà tuy không lớn, nhưng mang đến sự sẻ chia vô cùng quý báu đối với mọi người. Xin chân thành tri ân tấm lòng từ ái của tất cả quý ân nhân, quý mạnh thường quân khắp nơi đã gửi tình tài về Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt để chúng tôi có cơ hội được làm nhịp cầu kết nối yêu thương. Và xin cảm ơn quý vị thành viên phái đoàn Từ Thiện Hoa Sen Việt đã liên tục đồng hành với những hạnh nguyện giúp đời, giúp người liên tục trong những năm tháng qua. Đều đang thực hiện 2-3 chuyến hoặc nhiều hơn những chuyến đi tặng quà từ thiện trực tiếp cho những mảnh đời đau thương bất hạnh. Xin đồng hồi hướng phước báo thành cao cho quý ân nhân, quý mạnh thường quân, quý vị thiện nguyện viên và tất cả chúng sanh trong pháp giới được vô lượng an lạc, thành tựu như ý. Xin mời quý vị vào xem những hình ảnh và video phóng sự từ thiện của hội ở trang nhà Facebook Hoa Sen Việt, trang YouTube Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt, hay liên lạc 714-892-5400, 714-892-5400. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch ni sư, hôm nay là Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt chúng con có duyên lành được ni sư dẫn dắt đến hội người khiếm thị ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Đến đây chúng con trao tặng quà cho những người khiếm thị và người già neo đơn ở đây. Chúng con nguyện đem phước lành này xin hồi hướng về nơi tịnh độ và xin hồi hướng cho tất cả, cầu an cho tất cả những mạnh thường quân cũng như các chị em thiện nguyện và các chị em đã chung tay góp sức trong việc thiện lần này. Kính xin ni sư chứng minh cho chúng con, ni sư và tam bảo chứng minh cho chúng con, và cũng mong rằng là sau khi có món quà đây là nó không đáng giá bao nhiêu, nhưng đó là tất cả tấm lòng của tất cả các mạnh thường quân và các chị em thiện nguyện của chúng con đi từ Sài Gòn ra đây trao tặng cho tận tay bà con mình. Chúng con cũng mong rằng bà con mình luôn có nhiều sức khỏe và ni sư cũng luôn có nhiều sức khỏe để giúp đỡ nhau, để chúng ta có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Dạ xin hết ạ. Kính thưa đoàn từ thiện Hoa Sen Việt cùng với ni sư Khánh Ngọc của chùa Sơn Linh, xã Sơn Mỹ, được sự giúp đỡ của ni sư và đoàn thiện nguyện, tôi thay mặt hội người mù huyện Hàm Tân xin tiếp nhận 70 phần quà của đoàn từ thiện về trao cho bà con người mù của huyện Hàm Tân. Đấy là một tấm lòng nhân ái và cao cả, và hy vọng với cái tình cảm đó thì hội người mù huyện Hàm Tân trong những thời gian tiếp theo cũng mong được sự quan tâm của ni sư cũng như đoàn thiện nguyện của mình. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cầu vồng chỉ một màu đen,
trong những giấc mơ của tôi mặt trời cũng đen ngòm, trong những giấc mơ của tôi thì đêm cũng như ngày, vì cuộc đời cho tôi chỉ một màu đen. Vì sao ước muốn thật bình thường mà tôi sẽ không bao giờ có, nhìn ngắm xung quanh đời tôi bằng đôi mắt của mình, để tôi không hình dung bằng suy nghĩ trong đầu, và phải nghe nghe ai kể lại cho. Một lần được thấy ánh mặt trời, chỉ xin được nhìn trọn vẹn một ngày thế thôi. Một lần được thấy mẹ tôi cười, một lần nhìn thấy chính khuôn mặt tôi. Một lần được thấy ánh mặt trời, chỉ xin được nhìn trọn vẹn một ngày thế. Tình thương tay trong tay xây tình người, cầu xin Phật cứu độ người hết khổ.